ý của bạn Lâm Hoàng ấy là bạn sẽ nói như thế này. Hello, xin chào cả nhà. Sau khi mà mình đã đăng tải cái clip mà nói về cái chủ đề mà thiết kế và lắp đặt cái hệ thống bơm đẩy và bơm hút cho cái hồ này của mình. Thì đây này, cái ống này này các bạn này. Đó. Thì đa phần các bạn là có một cái những cái bình luận, cái ý kiến riêng của các bạn về cái hồ của mình. Thì cái điều ví dụ về là chủng loại kính. Thứ nhất là gồm có kính cường lực và kính kính thường. Thì đối với cái gu của mình chỉ thích là kính cường lực thôi. Mình không thích kính thường các bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì ấy, khi mà kính thường nó bể, nó sẽ tạo ra những cái mảng sắc nhọn rất bự đấy. Và khi mà dòng nước của các bạn nó đã bể rồi, dòng nước của bạn nó rất là mạnh, nó đẩy cái tấm kính nó làm sát thương những mọi người xung quanh rất là lớn. Nên là đó là cái yếu tố mà mình không thích ở cái kính thường đấy. Chính vì vậy là tất cả các hồ của mình ưu tiên và mình rất thích dùng kính cường lực. Nên là có một số các bạn bảo sao không làm kính thường này kia cho nó rẻ hay là như thế nào đó, thì các bạn phải hiểu là cái gu của mình chỉ thích kính cường lực thôi, nên là mình không thể nào làm kính thường đấy. Thì một số ví dụ như cái hồ này ấy, thì cái mặt kính này là mặt kính thường này, thì đây là cái sự cố mà cái việc mà đặt kính không được, thì bắt đầu anh thợ anh ấy, mình đồng chấp nhận cho anh thợ để anh làm cái kính thường thôi, còn đâu là những cái kính khác là full cường lực hết đó. Cái thứ hai, cái tiếp theo nữa đó là cái hồ của mình ấy, là mình muốn là khép kín hết tất cả, tức là bốn mặt thành này và mặt đáy nó là một cái khối kính liền mạch đấy. Không, mình không muốn là khoan lỗ hay bất cứ một cái gì mà ảnh hưởng đến cái việc mà nước chảy ra ngoài đấy. Thì thưa các bạn, là không biết là các bạn làm ngành gì, nhưng mà đối với mình làm ngành xây dựng ấy, thì đối với việc mà chống thấm nhá, và đặc biệt là cái khu vệ sinh ấy và các khu mà liên quan đến nước ấy, nó là một cái điều nhức nhối trong cái ngành xây dựng đấy. Chống thấm cực kỳ phê và cực kỳ khó, nói vậy thôi, nhưng mà cái việc mà chống thấm là cực kỳ đau đầu các bạn ạ. Nên là mình thấy là cái việc đau đầu đó ấy, mình rất là ngán ngẩm trong cái hồ cá. Thì các bạn biết sao, khi mà một cái hồ cá mà khoan kính này, và các bạn biết sao, nó là một cái hệ thống kỹ thuật, hồ cá nó là một hệ thống kỹ thuật đường ống nha các bạn nhá. Nên là khi mà các bạn khoan đục lỗ khoan kính thì các bạn phải hiểu là nó sẽ đi qua những cái đường ống nước, đường ống nhựa đấy. Thì về lâu về dài thì nó có vấn đề là có thể là bung keo hay là nó có thể là rò rỉ, đấy là cái chuyện đương nhiên rồi đấy. Thì bởi vậy nên là mình không muốn cái điều đó xảy ra, nên là mình ưu tiên cái sở thích trong cái hồ của mình ấy, đó là một cái sự khép kín, tức là những cái mặt xung quanh phải là kín mít hết luôn, không một lỗ khoan mà không một cái vấn đề gì mà lắp đặt đường ống ra cả, tức là trong mọi trường hợp nước nó không bao giờ nó ra ngoài được đấy, nó khép kín hết luôn. Nên là cái việc mà sở thích của mình là không khoan bất cứ một lỗ nào trên thành cũng như là trên đáy đấy. Thì đấy là cái yếu tố. Thì yếu tố này mình không thể nào mà mình làm cái hồ mà lọc tràn dưới được các bạn nhé, hoặc là hồ công nghệ được. Rồi cái tiếp theo nữa đó là cái bể cá nó là một hệ thống đường kỹ thuật về dòng nước chảy đấy. Thì các bạn biết sao, như cái hồ công nghệ ấy, nó có một cái hệ thống ở dưới đáy đúng không các bạn, tức là bốn lớp đáy, thì giữa những cái lớp kính đó nó là một cái hệ thống đường dẫn nước đấy. Thì thưa các bạn, là những cái đường dẫn nước đó là những cái đường dẫn nước cố định đấy. Đường dẫn nước cố định đó mà khi mà xảy ra một cái vấn đề gì thì cực kỳ là khó xử lý đấy. Các bạn phải hình dung là như thế. Thì ví dụ như là các bạn hình dung ở trong ngôi nhà của các bạn ấy, có cái trần thạch cao ấy, thì trần thạch cao nó có hai loại, đó là trần khung nổi và trần khung chìm. Trần khung chìm là cái loại mà trần mà đóng kín mít luôn đấy, các bạn không thể nào mà tháo ra được để mà sửa chữa ở bên trên được. Bởi vì trên trần thạch cao nó là một hệ thống kỹ thuật, đó là hệ thống đường dây điện này, rồi đường ống của máy lạnh này kia tùm lum hết ở trên cái trần thạch cao đó. Thì cái khi mà đóng trần thạch cao khung chìm, tức là cái trần thạch cao mà cố định ấy, thì bạn không thể nào khi mà xảy ra sự cố gì đó, bạn không thể nào mà xử lý được tất cả những cái đường dây ở trên cái trần đó. Nhưng mà nếu như mà các bạn dùng cái trần thạch cao mà không nổi ấy, tức là dùng những cái tấm thạch cao và các bạn thả xuống những cái ô vuông vuông ấy, đó, thì khi mà hệ thống đường ống của các bạn ở trên nó có xảy ra cái hiện tượng gì mà trục trặc hoặc là sự cố, các bạn chỉ cần đẩy cái tấm thạch cao lên, các bạn đưa ra ngoài,
là các bạn có thể sửa chữa được. Thì đó, các bạn phải thấy là được cái này thì mất cái kia. Cái trần thạch cao không chìm thì nó rất là đẹp, nhưng mà không thể nào mà xử lý kỹ thuật được. Khi mà xử lý các bạn phải cắt tùm lum ra còn ghê gớm hơn. Đấy, nhưng mà ngược lại, cái trần thạch cao không nổi thì nó lại xấu hơn, nó không được thẩm mỹ hơn, nhưng mà nó lại rất là phù hợp về cái công năng sử dụng, rất là tiện lợi các bạn. Đó, thì trong cái hồ cá này của mình cũng vậy. Đối với một cái bể mà 4 lớp đáy, tức là lọc tràn dưới mà hồ công nghệ mới 4 lớp đáy, thì các bạn phải hiểu là cái đường nước chảy là cái đường giữa những cái lớp tấm kính đáy, nó là một cái hệ thống cố định, giống như là trần thạch cao không chìm vậy đấy. Nên là xảy ra cái vấn đề gì các bạn cực kỳ khó mà xử lý ở trong cái đường ống đó. Chính vì vậy là cái nhược điểm đó mình không muốn là mình dùng bất kể một cái đường ống nào cố định. Ví dụ như là có những cái trường hợp mà người ta làm cái đường ống ở góc này đấy, làm giống như tam giác cái góc này, để người ta chảy từ đây chảy sang bên kia đấy, thì cái đấy nó cũng là cái dạng cố định, mình cũng không muốn dùng. Và cái hệ thống mà đường giữa các tấm kính đáy mình là cố định, mình cũng không muốn dùng đấy. Thì khi mình không muốn dùng những cái đường ống cố định như thế, bởi vì sao? Bởi vì rất là khó xử lý, thì bắt buộc mình phải dùng cái ống này đấy. À, dùng cái ống ở trên và dùng cái ống nhựa này. Thì ống nhựa này có vấn đề gì xảy ra thì nước nó vẫn cứ rớt trong hồ, chứ nó không rớt ra ngoài được các bạn nhé. Còn nếu như các bạn mà khoan đáy giống như hồ công nghệ mới khoan đáy, thì hệ thống của các bạn là ở dưới gầm hết. Nếu như mà xảy ra một cái vấn đề gì mà bong chóc hoặc là bị xì hoặc gì ấy, thì nước đảm bảo trong hồ ấy, nó chảy ra hết, nó chảy ra ngoài hết. Ví dụ như đơn giản cái ống xả đáy thì của các bạn đi, nó chỉ cần các bạn dùng bình thường không sao, nhưng mà chỉ cần một ngày các bạn đi đâu đó mà nó bị rỉ ra hoặc nó bị bung ra bất chợt ấy, thì nước nó tràn ra hết. Thì những cái sự cố đó, những cái mà các bạn không tiềm ẩn đó, các bạn không nhìn thấy được, thì đã rất là nhiều anh em đã phải trả giá cho cái vấn đề sự cố xảy ra. Ví dụ như là cạn nước này, cái hồ tự nhiên cạn nước, các bạn ngủ dậy xong sáng dậy cạn nước, chết một đống cá luôn đấy. Đấy, thì đối với cái hồ của mình không bao giờ xảy ra được trường hợp đó, bởi vì là xung quanh là kín mít hết rồi, không một lỗ nào hết, không một khoan một lỗ nào, thì làm sao mà xảy ra hiện tượng đó được. Đấy, thì các bạn ở trên mạng, các bạn trên Facebook ấy, các bạn thấy rất là nhiều anh em đã chia sẻ là sau khi mà ngủ dậy một buổi sáng đẹp trời, dậy thấy đàn cá của mình trong hồ cạn nước và cá chết hết đó. Thì đấy là những cái phải trả giá cho cái việc mà sự cố nó xảy ra. Thì đấy là những cái trường hợp mà cái hồ công nghệ mới nó sẽ có thể xảy ra các bạn nhé. Còn đối với cái hồ mình thì không bao giờ xảy ra được, bởi vì xung quanh nó là kín mít hết rồi, toàn bộ cái hệ thống lọc vách kia nó nằm khép kín ở bên trong của cái hồ, nó không tách rời ra ngoài. Thì dù trong các ngăn lọc đó mà nó có bị xì hoặc nó bị giò gì thì nước nó vẫn cứ ở trong hồ, chứ nó không ra ngoài được các bạn nhé. Còn về cái vấn đề mà hệ lọc ấy, thì có 3 cái loại lọc chủ yếu, đó là lọc mà tràn dưới và lọc vách và lọc tràn trên. Còn một số những cái hồ thủy sinh ấy, như lọc thùng hay lọc gì thì mình không đề cập ở đây, mình chỉ đề cập đến 3 cái loại lọc và anh em thông thường các anh em hay dùng, đó là lọc tràn dưới và lọc vách và lọc tràn trên. Thì thưa các bạn, lọc tràn trên ấy, thì nó rất là nhỏ, nên việc mà xử lý về chất nước ấy, nó cũng không phải được là tối ưu nhất, nên là nó mình sẽ không dùng cái trường hợp đó. Đương nhiên là lọc tràn trên đấy là mình dùng cho những cái trường hợp như là cá ít hoặc là cá nhỏ thì được. Ví dụ như là nuôi 2 con cá rồng như thế này ấy, thì dùng lọc tràn trên ok. Chứ còn nuôi nhiều cá như ở cái hồ đằng sau của mình kia thì dùng lọc tràn trên là không hợp lý các bạn nhé, bởi vì nó quá sức của cái lọc tràn trên đấy. Đấy, thì cái thứ hai nữa là cái lọc tràn trên mà để ở bên trên ấy thì nhìn nó rất là cồng kềnh, nên là mình cũng không muốn là nó ở bên mình, không dùng cái lọc tràn trên nhiều. Mặc dù là trước đây mình có dùng một cái lọc tràn trên cho cái hồ này, cái hồ cũ của mình đặt đây này, và mình dùng cho con rồng này này và một con huyết thả vào đây, thì mình dùng lọc tràn trên thì nước cũng rất là trong đấy. Nhưng mà lọc tràn trên thì mình lại cũng không thích lắm, mình chỉ thích lọc vách thôi. Và tại sao thì chút nữa mình phân tích. Còn cái lọc tràn dưới thì các bạn biết sao, nó rất là to đấy, nó rất là cồng kềnh để ở dưới đáy, nó rất là nặng. Thì cái hồ của các bạn ấy, khi mà các bạn mà di chuyển trong nhà ấy, đâu có phải là các bạn đặt một chỗ đâu. Ví dụ đôi lúc mà thích đặt cái chỗ này, thích đặt chỗ kia, ví dụ mua cái nội thất này, mua nội thất kia đấy, rất là nhiều lý do để các bạn di chuyển cái hồ cá trong cái nhà của các bạn đấy. Thì lúc đó thì các bạn khênh làm sao mà khênh tay được. Lúc đó các bạn chỉ có dùng mà nâng xe nâng thì mà các bạn mới đẩy lên được thôi, bởi vì nó rất là nặng. Còn cái hồ này của mình ấy, chỉ cần 6 người thôi bám tay vào là khênh ok. À, 4 người, hôm bữa mà vận chuyển về đây là có 4 người thôi, 4 người đã khênh được rồi.
Nhưng mà các bạn mà để mà cái lọc mà tràn dưới to bự ở bên dưới nha, các bạn khênh cực kỳ là phê. Chính vì cái nặng nề của cái hồ như thế thì mình không muốn lọc tràn dưới. Đấy. Cái ý tiếp theo đó là cái hà lọc tràn dưới, cái không gian của nó rất là bự, mà rất bự như vậy thì nó rất là tốn vật liệu lọc. Đấy, tốn vật liệu lọc như thế là nó đội giá chi phí lên, nên là mình đã không, là cái gu của mình là không thích cái đấy rồi. Nên là mình không thể dùng được cái lọc tràn dưới các bạn nhé. Còn đối với lọc vách của mình ấy thì cái không gian của nó nhỏ hơn nhiều so với cái lọc tràn dưới. Đấy, thì là cái lượng vật liệu của lọc của mình đặt trong đó nó rất là phù hợp, rất là ít, nó không nhiều và cái chi phí nó cũng không cao. Đấy là cái điểm mà mình không muốn dùng lọc tràn dưới. Đấy, mình chỉ thích dùng lọc vách thôi. Đấy là cái gu của mình các bạn nhé. Còn cái gu của các bạn thì các bạn thích hồ lọc tràn dưới thì các bạn vẫn dùng. Mình đâu có chê cái lọc tràn dưới của các bạn đâu. Mình chỉ là không thích thôi. Mình không thích dùng nó là của mình thôi. Chứ còn các bạn dùng nó thì các bạn vẫn ok. Bởi vì lọc tràn dưới cũng rất là tốt. Nó khá là tốt đi. Nhưng mà đối với sở thích của mình, đối với gu của mình thì mình lại không thích nó. Rồi bây giờ đến cái phần bơm. Thì trong cái bể này của mình, kể cả cái bể to đằng sau kia của mình, bể đằng sau kia là 2m2, bể này là 1m5. Thì thưa các bạn là hai bể này, mỗi bể mình đều dùng hai bơm. Thì một ví dụ như cái bể này mình đang dùng là hai cây bơm Periha PD7200. Thì công suất của nó là 35W. Đấy, hình như là 35W thì phải, mình không nhớ rõ, nhưng tầm khoảng 35 hay 37W gì đấy, về điện đấy nhá. Đấy là công suất về điện đấy. Thì hai cái cộng vào nó mới là 70W. Đấy, 70W. Nhưng mà 70W này ấy, thì các bạn phải hiểu là cái hồ này của mình, một cái bơm không phải là chạy liên tục. Đấy, chỉ có một bơm chạy liên tục thôi, còn một cái bơm là chạy theo timer. Tức là theo cái hệ thống cài đặt giờ của mình ấy. Ví dụ như là mình sẽ cho nó chạy 2 tiếng một lần và mỗi lần chạy nửa tiếng. Đó. Đấy, mình chỉ cho chạy như thế thôi. Nên là cái vấn đề mà tiết kiệm điện ấy nó cũng khá là tiết kiệm, chứ nó không, các bạn cứ nghĩ là các bạn không tìm hiểu về cái của mình dùng. Và các bạn cũng không biết được là cái mình dùng như thế nào, nên là các bạn cứ thấy là hai bơm các bạn nói là tốn điện. Nhưng thưa các bạn là nó tiết kiệm điện hơn rất là nhiều so với một cái bơm mà cho dùng cái hệ thống lọc tràn dưới này các bạn. Ví dụ như là một cái hệ thống lọc tràn dưới thì đa số các bơm mình tầm thấy là tầm khoảng công suất của nó là 10.000 lít trở lên. Đấy, còn mình chỉ 3.001 lít thôi. Đấy, nhưng mà cái đa số là dùng 10.000 lít trở lên. Thì đấy, các bạn biết sao, cái hồ của mình ấy hai bơm, nhưng mà mình chỉ dùng một cái liên tục thôi, còn một cái là mình dùng gián đoạn chứ mình không dùng liên tục. Đấy. Và cái công suất của nó thì hai cái nó chạy, mình cứ cho là hai cái chạy liên tục đi, công suất tiêu thụ điện của nó cũng không bằng một cái của các bạn dùng ở cái hồ công nghệ. Đấy, nên là về nói về bơm ấy thì nói là hai cái, nhưng mà cái sự tốn điện nó cũng không tốn là bao các bạn ạ. Thì đó, tất cả dựa vào cái giả thiết đầu bài là những cái sở thích của mình như thế, thì các bạn tư vấn cho mình xem là bây giờ mình nên đi đường ống như thế nào để phù hợp với cái sở thích của mình. Thứ nhất là mình không thích dùng cái đường ống chết, ví dụ như là đường ống góc tại góc của cái bể kính. Và cái thứ hai, mình không dùng cái đường ống cố định ở dưới đáy. Thì các bạn, và cái thứ ba đó là mình không muốn là cái bể của mình khoan lỗ, đục lỗ. Thì các bạn thiết kế dù mình, các bạn tư vấn dù mình xem là bây giờ mình phải đi đường ống thổi đáy như thế nào. Còn cái cách nào để mà làm được cái hệ thống bơm đẩy này ở dưới đáy được. Đấy. Thì công năng thì các bạn nhìn này. Đây. Các bạn nhìn thấy đáy không? Cực kỳ sạch luôn. Đấy, hệ thống đang thổi đó. Đấy, về cái hiệu quả và cái hiệu suất nó thì rất là sạch. Đây, mình cho các bạn xem cái hồ 2m2 của mình cũng thế. Đây, các bạn này. Hồ 2m2 này. Mình cũng dùng được cái đường ống như vậy. Đây, nó rất là xấu nhá. Đặt như này thì đương nhiên là xấu rồi, mình phải chấp nhận thôi. Nó xấu một chút nhưng mình vẫn phải chấp nhận, bởi vì nó mang cho mình một cái hiệu quả tốt trong cái quá trình mà nuôi cá. Đây, các bạn nhìn thấy đáy này cực kỳ sạch luôn đó, thấy chưa? Đấy, thì cái những cái gì nó mang lại là gì, cái công năng sử dụng của nó khá là ok. Đấy, khá là tối ưu đó. Thì các bạn nhìn thấy đáy rất là sạch đó, thì các bạn nhìn bên này cũng vậy này, đáy cực kỳ sạch luôn đó. Thì chúng ta được cái này thì chúng ta phải mất cái kia. Thứ nhất là được cái ở đây là được cái gì? Được cái nhu cầu sở thích của mình là cái hệ thống kính của mình là phun xung quanh, nó là cố định, không có một lỗ nào hết. Nên là cái việc nước không thể nào mà thoát ra ngoài được. Bất kỳ một lý do gì, bất kỳ một sự cố gì, nước không bao giờ
dò ra ngoài được, trừ khi mà bể hồ. Đấy. Cái yếu tố thứ hai là không có một hệ thống cố định đường ống ở dưới đáy. Đấy. Nên là mình không cần phải xử lý cái hệ thống nữa. Đấy. Thì cái sở thích đó. Rồi cái thứ ba là không cần một cái hệ thống cồng kềnh ở dưới, hệ thống lọc đơn giản thôi. Đấy. Thì các bạn xem là bây giờ còn cách nào nữa không? Chỉ còn một cái đường ống duy nhất, đó là đường ống đi trên này thôi. Chỉ có đi trên này thôi, trên mặt hồ này thôi, chứ còn đi đường ở đâu nữa. Mà thổi xuống đây thôi. Thổi xuống đây. Đó. Thì bây giờ là các bạn thử hình dung ra đấy, bây giờ các bạn tư vấn cho mình xem là với những cái sở thích của mình, với những cái gu của mình như thế, thì bây giờ thiết kế, các bạn thiết kế dù mình là cái đường ống đẩy này, để đẩy đáy này này, làm cách nào để tối ưu hơn. Chỉ còn một cái cách là đi đường ống ở trên này thì thôi, chứ còn làm gì còn cách nào nữa. Nhưng mà cái điểm này này, nhưng mà cái ống này này, đó, mình cần phải sửa. Đấy, các bạn thấy không, từ những cái yếu tố mà mình phân tích ở trên ấy, thì các bạn xem là còn cách nào để thiết kế được cái đường ống thổi đáy tối ưu hơn không. Và bây giờ thì mình chỉ còn một cách duy nhất là đi cái đường ống ở phía trên đấy, và thổi xuống đấy. Thì trong cái clip mà mình đăng tải ngày hôm đó ấy, về cái hệ thống mà setup cái ống này này đấy, thì có rất là nhiều cái bình luận, nhưng mà mình đã học hỏi được hai điều mà anh em chia sẻ trên đấy. Đó là một cái bình luận của cái bạn mang cái nickname, cái tên là Lâm Hoàng đấy. Thì bạn xem, các bạn vào xem lại cái clip đấy, thì các bạn sẽ thấy được những cái bình luận của mình nói chuyện với cái bạn Lâm Hoàng ấy. Thì ý bạn ấy là nói là sao mình không đưa sát cái ống này, đưa sát cái ống này thẳng vào trong, sát vào vách kính này thì nó đẹp hơn đấy. Thì lúc đó mình cũng không hình dung ra được, nhưng mà lúc bạn mình nói chuyện rất là dài với bạn ấy, thì bạn ấy phân tích là đây này, phân tích là như thế này này, các bạn phân tích là cái ống này này lên đẩy vào trong đó, thì lúc này mình mới nhớ ra, mình mới ngỡ ra, à đúng chính xác luôn. Bởi vì thưa các bạn là ban đầu của mình, các bạn nhìn thấy cái ống của mình đi này, nó đi đến đây đó, nó bị đụng vào cái kiềng này rồi, nó bị đụng vào cái kiềng này, nên là mình không, cái ống này mình không thể nào mà cho nó thẳng vào đây được đó. Mình nhìn thấy nó chéo này mình cũng khó chịu lắm chứ các bạn, chứ đâu phải là chỉ các bạn khó chịu đâu, mình cũng cảm thấy rất là khó chịu đấy. Nhưng mà khổ quá là bây giờ cái này này nó chạm vào cái kiềng này, nó đến đây nó chạm vào, các bạn thấy chưa đó, nên là mình không đẩy thẳng được, mình không thể là đưa sát cái này vào trong này được, cái ống này thẳng được đó. Nhưng mà cái ngày hôm đó các bạn ấy, có một cái bạn Lâm Hoàng ấy, bạn em nói là tại sao mình không làm một cái co ở cái vị trí này. Xong lúc mình nghe cái bình luận của bạn ấy, thì mình hình dung ra là đúng chính xác. Thì đây, ngày hôm nay mình sẽ đã chuẩn bị cái co này. Thì ý là như thế nào các bạn? Thưa các bạn đây này, ý của bạn Lâm Hoàng ấy là bạn sẽ nói như thế này. Thì đây là một cái bình luận rất là hay và rất là có giá trị, và mình đã học hỏi được. Đây các bạn nhìn thấy, hình dung như chưa? Đấy, đặt như thế này. Đó, đặt như thế này. Đó, thì cái đầu này này, cái này nó sẽ sát được vào. Và bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ lắp đặt cho các bạn xem nhé. Và đây thưa các bạn, mình đã lắp đặt xong, các bạn thấy không? Chỉ cần một cái rất là đơn giản, một cái co. Đây. Bởi vì chỗ này nó vướng cái kiềng nên là cái co này sẽ đi xuống. Đó, và sẽ nó móc thêm một cái co vào đây. Nó đi vào đây. Đó, thì lúc này các bạn nhìn thấy không? Cái ống của mình nó đã nằm thẳng gọn vào trong này. Đó, nó nằm gọn vào trong. Nhìn thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Đó, như thế này là khá ok và tối ưu rồi. Đấy, thì cái kết quả như thế này mình rất là cảm ơn cái bạn mà bạn tên là Lâm Hoàng. Đấy, rất cảm ơn bạn Lâm Hoàng rất là nhiều về cái ý tưởng này. Đấy các bạn thấy không, vừa rồi mình mới khởi động cái bơm lên đấy. Vừa rồi mình sửa, mình đắp đặt cái đầu ống lại thì nó cũng khá là thẳng. Đấy, và mình khởi động bơm lên thì bơm nó bắt đầu nó thổi ra, thì bắt đầu oxy hòa tan nó bay này, các bạn thấy chưa? Đấy,
Thì cái clip này ấy, thì để chia sẻ cho các bạn là cái quan điểm cá nhân của mình, cái sở thích của mình, cái gu của mình, và những cái sản phẩm, cái hồ này của mình tại sao nó lại như vậy, là bởi vì ấy, là cái gu của mình nó là như thế. Đấy, thứ nhất là mình không thích cái kính thường. Cái thứ hai là mình không thích cái hệ thống đường ống dẫn nước mà thổi đáy ấy, nó là cố định bằng vách kính ở dưới lớp đáy, giữa các lớp tấm kính đáy. Và mình cũng không muốn nó là một cái vách kính chết ở cái góc, những cái góc như thế này. Đấy, thì chỉ còn một cái cách duy nhất, đó là cái hệ thống mà đường ống đi ở trên mặt và cắm xuống đây. Đó, thì cái quan trọng là đường ống nó là như thế, nhưng mà làm cách nào để cho nó đẹp hơn thì nhờ vào cái ý kiến tư vấn của bạn Lâm Hoàng. Đấy, mình đã chỉnh sửa và đã nhìn thấy là rất là hợp lý hơn rồi, và rất là thẩm mỹ hơn so với lúc ban đầu. Ok, rất là cảm ơn bạn Lâm Hoàng đã có ý kiến rất là hay. Bình luận của bạn rất là có giá trị. Đó chính là một những cái mà rất là hay chia sẻ giữa anh em. Tức là mình làm clip này, mình dùng như thế nào, mình nuôi cá ra làm sao, mình đều chia sẻ cho anh em. Thì bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều anh em đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Đấy, để cho nó phù hợp với cái bè của mình. Đấy, chứ anh em đôi lúc anh em cũng không bắt là cái hồ của mình phải như cái hồ của anh em. Đó là điều đương nhiên rồi. Rất cảm ơn những cái ý kiến đóng góp của các bạn để cho phù hợp với cái hồ của mình. Đấy, mình rất là cảm ơn anh em nhé. Đấy, thì hồ của mình đã khá là gọn hơn về cái đường ống rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, thì thứ nhất là thẩm mỹ nó cũng đã được khắc phục. Và cái công năng sử dụng ấy, tức là cái tối ưu và cái chất lượng của nó khá là tốt. Đấy, đấy thì mình chia sẻ cho các bạn để các bạn tham khảo. Còn một cái mình không nhớ tên của một bạn nào ấy, thì mình có nhớ là bạn ấy nói cũng ý kiến của các bạn ấy là bạn cũng đóng góp là tại sao ví dụ như là hai cái đường ống này này cùng thổi xuống và cùng thổi vào, thì cái phần này mình vẫn giữ nguyên, vẫn giữ nguyên như thế thì cái lực nó vẫn như nhau, thì tại sao mà các bạn thấy không, hai cái ống này, cái ống đáy này của mình này, mình chia làm hai ống, mình cắt đôi ở đây ra này. Đó, mình chia làm hai ống, thì bạn nói là tại sao mà không làm một cái ống liền, bởi vì nước cũng thổi từ kia thổi lại và bên này cũng thổi từ đây thổi lại thì là lực nó bằng nhau. Đúng, chính xác, bạn ấy tư vấn câu đó là chính xác luôn. Nên là mai mốt cái cây này này, hai cái cây này mình bỏ, mình sẽ làm một cây thôi và khoan lỗ, hay khoan lỗ dạng như thế này. Đấy, lỗ ở ngoài ở tầm giữa kia thì là nhỏ và cứ vào gần đến đây thì nó sẽ to dần lên. Đấy, thì mình sẽ thay hai cái cây này thành một cây thôi. Đó, đó là hai cái bình luận mà mình cảm thấy giá trị nhất. Một lần nữa thì cũng nhắn nhủ với tất cả anh em đam mê là mỗi người có một quan điểm khác nhau, mỗi người có một cách chơi khác nhau, mỗi người có một cái sở thích khác nhau. Đấy, hồ của mình đấy là theo cái sở thích của mình. Đấy, hồ của các bạn là theo sở thích của các bạn. Đấy, thì mỗi người có một cái cách chơi khác nhau. Mục đích cuối cùng là gì? Là anh em chúng ta đều có một hồ cá ưng ý như mình mong muốn. Đấy, mình ưng ý với cái hồ của mình, các bạn ưng ý với cái hồ của các bạn. Có thể mình không ưng ý với cái hồ của các bạn, cũng có thể mình không ưng ý, các bạn không ưng ý với cái hồ của mình. Đó là điều đương nhiên và bình thường. Đấy, nhưng đừng, mình không bao giờ mang cái sở thích của mình, những cái gu của mình để áp đặt, bắt người khác phải theo mình. Đó. Mình chia sẻ clip này để cho các bạn tham khảo được cái gì thì tham khảo. Sau đó các bạn dùng những cái tham khảo đó, các bạn chế biến, các bạn sáng tạo để biến thành cái riêng của các bạn. Các bạn đừng làm theo y hệt của mình. Và ngược lại, mình cũng xem của các bạn, mình cũng học hỏi của các bạn. Và mình chọn lọc và mình sẽ sáng tạo để phù hợp với cái nhu cầu và cái sở thích của mình. Đấy, thì một lần nữa là để cho anh em hiểu rõ được nhau thì chúng ta nên xem hết clip, cũng như là chúng ta hiểu hết về những cái sở thích của nhau, thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái bình luận giá trị giống như bạn Lâm Hoàng. Xin một lần nữa xin cảm ơn bạn Lâm Hoàng và một cái bạn nữa đóng góp về cái đường ống dưới kia. Chúc cho các bạn đam mê cháy bỏng với những cái hồ cá riêng của mình. Clip này mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại đây.